Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển thứ hai. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh, Minh Tiến và Huệ Trang. Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, Ấn Tống 2006, theo bản in của Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường. Phần tiếp theo 7. Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận. Bàn về chuyện phải dốc kiệt lòng thành mới đạt được lợi ích thật sự, ngạn ngữ có câu: chẳng hạ mình thật sâu trước người khác, chẳng đạt được lẽ thật. Lời này tuy nhỏ nhưng có thể ví cho điều lớn lao, phàm trong thế gian lớn như kinh thuật. Theo Lý Hồng Nham, trong bài Sử Thuật Thông Quán Kinh Thuật thì kinh thuật chính là nghệ thuật cai trị, nghệ thuật chính trị, hoặc nói rộng hơn là ứng dụng lễ và những lý thuyết vào thực tế. Văn chương nhỏ như một tài, một nghệ, nếu muốn thâm nhập diệu nghĩa đến mức thần tình, muốn được cốt tủy nơi đạo truyền tân, tài nghệ xuất chúng, danh truyền cổ kim, nếu chẳng chuyên tâm dốc ý, kiệt lòng thành, tận lòng kính, sẽ chẳng thể nào đạt được. Vì vậy, sách Quảng Tử có câu: Quảng Tử, một bộ sách thời cổ gồm 24 quyển, tác giả có thể là Quảng Trọng thời Chiến Quốc, theo từ điển Từ Hải. Hãy suy nghĩ đi, hãy suy nghĩ đi, lại suy nghĩ chín chắn đi, nghĩ không ra thì quỷ thần sẽ tương thông. Không phải là quỷ thần tương thông, mà chính là do lòng tinh thành đến cùng cực vậy. Đời Hán, Ngụy Chiêu gặp Quách Lâm Tông, cho rằng thầy dạy kinh sách dễ gặp, thầy dạy làm người khó gặp, bèn xin theo học, hầu hạ, quét tước. Lâm Tông thường hay bị bệnh, sai Chiêu nấu cháo. Cháo nấu xong, dâng lên, Lâm Tông mắng ầm ĩ: vì người trên nấu cháo chẳng để lòng kính cẩn làm, nên không ăn được. Chiêu lại nấu cháo khác, dâng lên, lại mắng như thế ba lượt. Mặt ông Chiêu vẫn không đổi sắc. Lâm Tông nói: thoạt đầu ta thấy được mặt ông, nay ta mới biết được tâm ông. Đời Tống, Dương Thời và Du Thố thờ Trình Y Xuyên làm thầy. Một bữa học hỏi đã lâu, Y Xuyên chợt nhắm mắt vờ ngủ, hai người học trò đứng hầu chẳng dám bỏ đi. Lúc lâu sau, Y Xuyên chợt tỉnh giấc nói: các trò vẫn còn ở đây à, về nghỉ đi. Bèn lui ra. Ngoài cửa tuyết xuống đã dày hơn cả thước. Trương Cửu Thành 14 tuổi sang chơi quần tường, suốt ngày đóng cửa, không có chuyện gì thì chẳng vượt ra ngoài giới hạn ấy. Người học trò ở bên cạnh soi lỗ nhìn sang, thấy chàng ta ôm gối quỳ sát đối trước thi thư như đối diện thần minh, bèn kính phục như trò đối với thầy. Bốn vị trên đây, những gì họ học chính là đạo minh đức thân dân của thế gian, là pháp tu tề trị bình mà họ còn tôn sư trọng đạo chí thành như thế. Cho nên học được thành, đức được lập, khiến cho khi còn sống cũng như sau khi đã khuất, người đời ngưỡng mộ không thôi. Còn như Dịch Thu dạy cờ vây cũng chỉ do chuyên tâm dốc chí cho nên giỏi giang, như ông lão khom lưng đón ve. Theo sách Trang Tử, Thiên Đạt Sinh có câu chuyện: vào tiết hạ, Khổng Tử dẫn học trò sang nước Sở, nghỉ chân trong bóng mát tại một khu rừng. Trong rừng có một ông lão dùng gậy dính nhựa để bắt ve sầu. Thấy ông ta bắt ve quá dễ dàng, mọi người nhìn say mê. Khổng Tử hỏi: sao ông bắt ve khéo thế, có bí quyết gì không? Ông lão đáp: đương nhiên là có, loài ve nhỏ này rất tinh ranh, gió thổi động cỏ nó chạy mất ngay. Do vậy trước tiên phải luyện sao cho tay cầm cành tre không run rẩy, tập đến mức ném hai viên bi vào cành tre chẳng rung động sẽ nhất định bắt được ve. Cho đến khi ném năm viên bi vào cành tre chẳng rung tay sẽ bắt ve như tiện tay tóm lấy vậy. Tôi đứng dưới gốc cây như cành cây khô,
duỗi tay ra như nhánh cây. Cuối cùng khi tôi bắt bè, bất kể trời đất bao lớn, vạn vật nhiều thế nào, tôi chỉ thấy hai cánh của con bè, chẳng cần biết tình huống chung quanh ra sao, không phân tán được ý lực của tôi. Do từ câu chuyện này mới có thành ngữ khom lưng đón ve, câu lũ thừa điêu, ý nói tập luyện tinh thục chuyên nhất, không còn bị phân tâm. Do dụng trí chẳng phân nên đạt được như vậy. Do vậy thấy rằng sự học không phân lớn hay nhỏ đều phải lấy thành kính làm chủ. Huống nữa Như Lai trong bao kiếp xưa muốn khiến cho chúng sanh đồng thành giác đạo, nếu không gieo duyên sẽ không do đâu đắc độ. Do vậy Phật bèn hiện đủ mọi sắc thân, hiện hình trong sáu nẻo, đủ mọi phương tiện tùy cơ lợi vật, mở ra đủ cả ngàn môn, đồng quy một đạo. Kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa giải thoát, Phật bèn làm cho kẻ ấy gieo chín mùi giải thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Mây bủa cửa từ, sóng trào biển hạnh, lục độ đều tu, tứ nhiếp cùng lợi ích trọn khắp. Đấy là bố thí, trong ngoài đều xả, nghĩa là quốc thành, vợ con, đầu mắt, tủy não, thịt trên thân, chân tay đều hoan hỷ thí cho. Vì vậy Kinh Pháp Hoa nói, xem trong tam thiên, đại thiên thế giới, không có chỗ nào chừng bằng hạt cải, mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng. Như Lai vì chúng sanh nên trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, rộng hành lục độ, để kết khắp duyên chủng, đợi đến lúc căn cơ chín mùi, rồi Ngài mới thị hiện thành chánh giác, hoằng khai pháp hội, phổ ứng quần cơ. Với bậc thượng căn bèn hiển thị thật tướng, khiến họ sanh lên được bờ đạo. Với trung hạ căn bèn khéo léo tiếp dẫn, ung đúc dần dần hiển mật, quyền, thật, thiên, viên, đốn, tiệm, tùy theo căn cơ xếp đặt, nên dùng pháp nào bèn dùng pháp đó. Tuy có ba thừa nhưng đạo vốn không hai, vì thật lập quyền, quyền là quyền đối với thật, khai quyền hiển thật, thật là thật đối với quyền. Thuận theo căn cơ khéo léo khuyến dụ dần dần, khiến cho cả lý lẫn cơ đều khế hợp, thì giải cùng hạnh mới được viên mãn. Dù người học chuyên chú đại thừa cũng chẳng được khinh miệt vứt bỏ tiểu thừa, bởi tiểu thừa chính là pháp được lập ra để người học tiến nhập đại thừa, là diệu dụng độ sanh của Như Lai, quả thật là phương kế rộng lớn để cho hàng hạ căn thoát khổ. Vì thế Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, người học đạo Phật thì đối với những gì Phật đã nói đều phải nên tinh thuận. Ví như ăn mật, dù ở chính giữa hay chung quanh đều ngọt ngào. Kinh của ta cũng giống như thế. Biển cả tuy có chỗ cạn, chỗ sâu, nhưng nước vốn chẳng hai vị. Phàm những gì thuộc về Kinh Phật đều phải nhất loạt tôn kính, như mạng lệnh của Luân Vương, dẫu đủ mọi chuyện khác nhau nhưng đều cùng từ vua sắc truyền. Người viên đốn lãnh thọ pháp thì không pháp nào chẳng viên. Những lời cư xử trong cõi đời, những nghề nghiệp để nuôi sống vân vân đều thuận theo chánh pháp. Huống chi những pháp như sanh diệt, vô sanh, tứ đế, thập nhị nhân duyên vân vân, do chính kim khẩu Như Lai nói ra. Đến khi một kỳ sự nghiệp của Như Lai đã xong, Phật bèn thị hiện diệt độ. Các đại đệ tử Ca Diếp, A Nan kết tập pháp tạng lưu thông khắp pháp giới. 1000 năm sau, giáo pháp truyền sang cõi này. Cao tăng hai cõi sang đông, qua tây phiên dịch lưu truyền kinh Phật, chẳng tiếc thân mạng đọc truyện các vị pháp hiển Đàm Vô Kiệt. Pháp hiển là một vị cao tăng đời Tấn, không rõ năm sanh và năm mất, người xứ Vũ Dương, nay là Thiểm Tây, xuất gia từ 3 tuổi,
20 tuổi thọ cụ túc giới, cảm thán tình trạng kinh luật còn thiếu sót, bèn cùng đồng học là Huệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Huệ Ứng, Huệ Nghi rời Trường An vào năm Long An thứ ba 399 sang tận Ấn Độ cầu pháp. Ngày đi hơn 30 nước đến năm Nghĩa Hy thứ 9 413 mới về Trung Hoa, đem về rất nhiều bản kinh Phật bằng tiếng Phạn. Tại Trường An, sư hợp sức cùng Phật Đà Bạc Đà La dịch Maha Tăng Kỳ Luật, Đại Bác Nê Hoàng Kinh, Tạp Tạng Kinh, Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận. Ngài còn soạn bộ Phật Quốc Ký ghi lại cuộc viễn trình cầu pháp của mình, huyền trang vân vân. Thấy đường lối hiểm trở, vô cùng gian nan khó nhọc, bất giác nghẹn ngào, ứa lệ không sao thôi được. Kinh dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe. Nếu không có nhân duyên kiếp xưa, thì danh hiệu kinh Phật còn chẳng được nghe, huống chi là được thọ trì, đọc tụng, tu nhân, chứng quả ư. Những gì Đức Như Lai đã nói đều y theo lý vốn sẵn có trong tâm chúng sanh. Ngoài tâm tánh trọn chẳng có một pháp nào để đạt được cả. Chỉ vì chúng sanh đang mê nên chẳng thể hiểu rõ trong chân như thật tướng, bèn huyễn sanh vọng tưởng chấp trước. Do vậy, khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm, mê trí huệ nên thành phiền não. Ngay nơi thường trụ bèn thành sanh diệt, trải trần điểm kiếp không thể thoát được. May gặp được những kinh Đại Thừa hiển mật do Đức Như Lai đã nói, mới biết hạt châu vẫn y nguyên nơi chéo áo. Phật tánh vẫn tồn tại, tự coi mình là khách, là kẻ hạ tiện, nhưng vốn thật là con ông trưởng giả. Trời, người, sáu nẻo chẳng phải là chỗ mình ở. Thật báo, tịch quan mới là quê nhà sẵn có. Nghĩ lại, từ vô thủy đến bây giờ, chưa nghe lời Phật nên dù sẵn có tâm tánh này, vô cớ bị luân hồi oan uổng, thật là đáng đau đớn khóc than. Tiếng rền đại thiên, tim từng miếng xé toạc, ruột từng tấc đứt lìa, ân ấy, đức ấy, quả còn hơn trời đất, cha mẹ gấp trăm ngàn vạn lần, dẫu nghiền thân nát xương, há có thể báo đền được, chỉ có y theo lời dạy tu hành, tự hành, hóa độ người khác thì cỏ xuân mới đền đáp được ân nắng soi chút phần, hoa quỳ mùa hạ hướng theo ánh mặt trời mà thôi. Nhưng hiện thời tăng tục mở xem kinh sách, trọn chẳng thành kính tí ti nào, đủ mọi điều khinh nhờn, khó thể nêu trọn. Nhưng tập thành thói đã lâu, ai nấy coi là thường, hình tích khinh nhờn đó không nỡ nêu đủ. Xem pháp ngôn của Như Lai giống như giấy cũ rách nát, đừng nói chi những kẻ không biết, chỉ thú nên trọn chẳng được lợi ích. Ngay cả những người biết thật nghĩa sâu xa cũng chỉ là tam muội đằng miệng, tỏa sáng ngoài mặt như đang đói kể chuyện ăn, như nghèo cùng đếm của báo, dù có công nghiên cứu nhưng trọn chẳng được lợi ích thật chứng. Huống chi cái tội kinh nhờn quả thật ngập trời, thời gian thọ khổ há nào phải chỉ hết kiếp. Tuy là nhân lành nhưng lại chuốc lấy quả ác, dẫu thành cái nhân đắc độ cho tương lai, khó tránh khỏi nhiều kiếp chịu đủ mọi bề khổ sở. Dùng cái tâm ôm nỗi thảm thương, dám bày tỏ lời quê mùa, mong những ai vâng làm theo lời Phật chỉ được lợi không bị tổn hại. Kinh Kim Cang dạy, nếu kinh điển này ở đâu, chỗ ấy có Phật, phải như đệ tử tôn trọng Phật. Lại dạy, nơi nơi chốn chốn, nếu có kinh này thì hết thảy thế gian, trời người, Atula đều phải nên cúng dường, phải biết chỗ ấy chính là tháp, đều nên cung kính làm lễ, đi nhiễu dùng các hương hoa rải lên nơi đó. Vì sao lại dạy như thế? Do hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của hết thảy chư Phật
đều từ kinh này mà ra. Các kinh Đại Thừa đâu đâu cũng dạy con người phải cung kính kinh điển, chứ không phải chỉ nói một lần rồi thôi. Ấy là vì các kinh Đại Thừa chính là mẹ của chư Phật, là thầy của Bồ Tát, là pháp thân xá lợi của Tam Thế Như Lai, là thuyền từ thoát khổ của chúng sanh trong chính giới. Dù cao đăng Phật quả, vẫn còn phải kính pháp, ngõ hầu báo đáp đến tận gốc, chẳng quên đại ân. Vì thế, kinh Niết Bàn dạy, pháp là mẹ của Phật, Phật từ pháp sanh. Tam Thế Như Lai đều cúng dường pháp, huống gì hạng phàm phu sát đất, toàn thân đầy nghiệp lực, như tù phạm tội nặng bị giam cầm lâu ngày trong lao ngục, không cách gì thoát ra được. May sao nhờ vào thiện căn đời trước được xem kinh Phật, như tù nhân nhận được lệnh tha, mừng rỡ vô ngần. Do vậy bèn nương theo kinh pháp, vái chào tam giới mãi mãi, thoát khỏi lao ngục sanh tử vĩnh viễn, đích thân chứng tam thân, về thẳng quê nhà Niết Bàn. Vô biên lợi ích do nghe kinh bèn đạt được, há có nên dựa theo tri kiến cuồng vọng, chẳng giữ lòng kính sợ. Giống như nhà nho đọc sách trong cõi tục, buông tuồng khinh nhờn ư? Đã đọc kinh Phật, sao không nương theo những gì kinh Phật dạy mà cung kính tôn trọng? Đã khinh nhờn Phật pháp, há có thể đạt được tất cả những lợi ích chân thật nơi Phật pháp ư? Nếu có thể tạm dứt những kiến giải cuồng vọng, đêm thanh tự nghĩ, tâm thần ác sẽ kinh hoàng, thẹn thùng, nước mắt ràng rụa, buồn cho ngày trước vô tri, thì suốt đời sẽ dốc kiệt lòng thành. Từ ấy tâm ý nghiêm túc, cung kính, thân miệng thanh tịnh, vĩnh viễn dứt sạch tâm thái xấu xa, thô lậu, luôn y theo khuôn phép thánh hiền của kinh luận. Nếu làm được như thế, ắt sẽ ở trong biển cả Phật pháp, tùy phần, tùy sức đạt được lợi ích. Như Tu La, hương tượng và các loài mũi mồng uống nước biển cả, loài nào loài ấy đều được no bụng, lại như một trận mưa thấm ướt khắp, cây cỏ đều tươi tốt. Như thế thì cái công thọ trì của chính mình mới chẳng uổng phí. Mà tâm Như Lai giảng kinh, tâm hoằng pháp của chư tổ cũng được vui đẹp, an ủi, sung sướng phần nào. Nay đem những sự tích lợi ích do cung kính kinh điển của chư cổ đức chép đại lược vài điều, ngõ hầu những người chân tu thật hành có cái để noi theo. Một vị tăng tên Đức Viên đời Tề, không biết thuộc tộc họ nào, người xứ Thiên Thủy, thường lấy kinh Hoa Nghiêm làm sự nghiệp, thọ trì đọc tụng, nắm vững chỗ yếu diệu đến cùng cực. Sư sửa dọn một khu vườn sạch, trồng toàn cây cốc chữ. Cốc, một loại cây có tên khoa học là Russinii papyrifera. Vỏ thường được dùng để làm giấy, theo Trần Văn Chánh, chữ là cây gió, vỏ được dùng để làm giấy bản. Và trồng cỏ thơm, trồng sen lẫn các loại hoa tươi, mỗi lần vào vườn đều tắm rửa, thân mặc áo sạch, tưới bằng nước thơm. Cây gió mọc được 3 năm, mùi thơm sực nức, lại tạo riêng tịnh thất, dùng chất bùn thơm tô vách, trát đất, kết đàn, bày đồ vật tinh sạch, tắm gội. Nhà tắm có để sẵn áo dành riêng cho khi đi vệ sinh, thợ đều phải trai giới, ra vào đều phải thay áo, súc miệng cho thơm tho, lột vỏ cây gió, ngâm trong nước trầm cho sạch để làm giấy. Cả năm mới làm xong, bèn đắp riêng một cái nền sạch, lại cất một ngôi thất mới. Từ đầu cho đến khi bắt kèo, lợp ngói, tắm rửa đều dùng nước thơm, mỗi việc đều nghiêm khiết. Trong nhà đặt một tòa vuông bằng gỗ bách khảm ngà, chung quanh xếp hương hoa, phía trên treo lọng báo, treo các thứ ngọc có tiếng thanh tao, kết sen lẫn thành tua rủ xuống chung quanh, dùng gỗ bạch đàn và tử trầm, gỗ trầm tía làm án kinh
và quản bút. Người chép kinh hằng ngày giữ trai giới, tắm gội bằng nước thơm 3 lần, đội mão hoa, mặc áo sạch, chân diện như người cõi trời. Lúc vào kinh thất, bèn đốt hương hai bên đường, có người sướng tụng dẫn đường đằng trước. Đức viên cũng ăn mặc theo hình thức nghiêm tịnh như thế, cầm lư hương cung kính dẫn đường, rải hoa cúng dường, rồi mới biên chép Đức viên Hồ quỳ. Cách thức quỳ lễ của người Hồ từ thời cổ Ấn Độ hay những xứ phía Tây Trung Hoa đều được gọi là Hồ, có nhiều cách hiểu khác nhau. A. Chỉ gặp gối là Hồ quỳ. B. Hồ quỳ là trường quỳ, tức là đặt sát hai đầu gối sát đất, hai đùi dựng thẳng lên theo thân mình. C. Gối hữu đặt sát đất, gối trái dựng lên. Vận tưởng mắt nhìn chăm chú, dốc lòng, vừa chép được mấy hàng, mỗi chữ đều phóng quang, chiếu khắp cả viện, mỗi người đều thấy, không ai chẳng bi cảm. Một lúc lâu sau mới hết, lại có thần nhân cầm giáo hiện hình hộ vệ. Đức viên và người chép kinh đều thấy, người khác không thấy được, lại có Phạm Đồng áo xanh, không biết từ đâu đến, tay cầm hoa trời, chợt dâng lên cúng dường. Những chuyện linh cảm trước sau đều giống như vậy. Phải mất 2 năm mới chép xong kinh, đựng trong hộp thơm, đặt trong trướng báo, cất trong tịnh đường, mỗi lần đều đảnh lễ, rồi mới chuyển đọc. Hộp tỏa ra ánh sáng lạ, nghiêm khiết đến thế. Kính trọng tuyệt cổ siêu kim, bộ kinh này được trao truyền đến nay qua 5 đời, ngũ đại. Có ai thanh tịnh chuyển đọc thì cũng có lúc hiện sự linh ứng rõ rệt như vậy. Bộ kinh ấy nay được thủ hộ cúng dường ở chỗ Pháp Sư Hiền Thủ, Chùa Tây, Thái Nguyên. Chú thích, đây là phần giải thích của Tổ Ấn Quang đối với câu chuyện vừa được sao lục. Chuyện này và 2 chuyện tiếp theo đều là nói về bản lục thập Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm bản dịch gồm 60 quyển, được dịch vào đời Tấn. Chữ cốc đọc như chữ cốc, thân mộc chứ không phải thân thảo, là một loài khác của giống cây, chữ cây gió. Đức viên trồng cây gió để làm giấy chép kinh. Vào trong vườn trồng cây gió này mà còn phải tắm gội, mặc y phục sạch sẽ. Do đây biết rằng hàng ngày xin lễ Phật tụng kinh thành kính tịnh khiết đến mực nào, người thời nay lên Đại Hùng Bảo Điện còn chẳng được kiền thành thanh khiết như sư Đức viên vào vườn trồng cây gió, thật đáng cảm khái than thở. Trong câu mộc cụ tân y, dịch theo ý là tắm rửa, vào chỗ bẩn đều thay áo mới, thì mộc là mộc thất nhà tắm, còn tân nên đọc là xúc dơ bẩn. Ý nói trong nhà tắm có áo để mặc riêng khi vào nhà cầu. Câu tượng nhân trai giới, dịch phục xuất nhập, nghĩa là những người thợ được dùng ở đây đều phải trì ngũ giới, hàng ngày thọ pháp bát quan trai, và muốn đi vệ sinh phải đến chỗ nhà tắm, cởi bỏ thường phục, mặc áo dành riêng cho nhà vệ sinh. Khi đi ra phải tắm gội sạch rồi mới được mặc lại thường phục. Tuyền tô là những cái tua dùng những sợi tơ đầu thắt lại cho rủ xuống. Bái tức là xướng tán. Ngũ đại là Tề, Lương, Trần, Tùy, Đường. Truyện này do người đời Đường soạn nên ghi là cho đến nay là 5 đời. Lòng thành của Đức viên siêu việt cổ kim nên mới linh ứng nhiều điều như thế. Người đời nay dù không tài lực nhưng với những chuyện sức mình làm được, há chẳng nên dốc kiệt lòng thành, vét tận lòng kính để mong tam bảo rủ lòng từ. Gia bị thầm kín hay rõ ràng ư? Nếu chỉ chuộng bề ngoài, trọn chẳng thành kính, sẽ không cách gì cảm thông được pháp lực vô biên, bèn cho là Phật pháp không linh, há có được ư? Chuyện này sao lục từ bộ Hoa Nghiêm Huyền Đàm. Hoa Nghiêm Huyền Đàm, tác phẩm của ngài Trừng Quán soạn vào đời Đường, gọi đủ là Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm, gồm 9 quyển. Tác phẩm này trình bày cương yếu của bộ Bát Thập Hoa Nghiêm,
hiển dương những ý nghĩa chánh yếu của tông Hoa Nghiêm, nội dung được chia thành nhiều phần như luận về nhân duyên, tạng giáo, nghĩa lý, căn cơ được hóa độ bởi kinh này, giáo thể, tông, thú, bộ loại, phẩm, hội của kinh, những chuyện cảm ứng. Tác phẩm này thật ra là những phần liên quan đến huyền nghĩa trong bộ Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, được trích riêng ra và dung hội hai bộ huyền ký, tức là Hoa Nghiêm Sư Huyền Ký, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sư Huyền Phận Tề Thông Trí Phương Quỷ, do Ngài Trí Nghiễm soạn vào đời Đường nhằm giải thích Kinh Hoa Nghiêm, nội dung nêu lên cương yếu huyền nghĩa của kinh và giải thích đại lược kinh văn. Bộ thứ hai là Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, do Ngài Pháp Tạng cũng sống vào đời Đường soạn nhằm đặc biệt phát huy giáo nghĩa thập huyền môn được giảng trong phần huyền nghĩa trong bộ Hoa Nghiêm Sư Huyền Ký. Hai, vị tăng tu đức ở Trung Sơn, Định Châu vào đời Đường, không biết họ tên, khổ hạnh, tiết tháo thành tánh, tu hành nơi rừng núi, kết nghiệp an tâm nơi Kinh Hoa Nghiêm và luận khởi tính. Năm Vĩnh Huy thứ tư, 653, phát tâm sao chép, vì thế lập riêng một tịnh viện, trồng cây gió, trồng kèm các loại hoa thơm, tưới bằng nước thơm. 3 năm sau, tịnh khiết làm thành giấy, lại cất riêng một cái đài thanh tịnh, dựng nhà trên đó, mời người viết chữ ở Vi Châu là Vương Cung, trai giới nơi biệt viện, tắm gội, mặc áo sạch, thắp hương, rải hoa, treo các loại phan lọng, lễ kinh sám hối, rồi mới lên tòa viết, hạ bút xuống bèn ngậm hương, nhấc bút lên mới thở ra. Mỗi ngày đều như thế. Sư tu đức vào tịnh thất vận tưởng, mỗi lần chép xong một quyển bèn tặng 10 sắp lụa mịn, một bộ tặng tổng cộng 600 tấm lụa mịn. Ông cung dốc kiệt lòng chí thành, đều chẳng nhận lấy, vừa chép xong kinh liền mất ngay. Do kinh đã hoàn thành, tu đức bèn mở trai hội ăn mừng, đại chúng nhóm đến, tu đức đối trước Phật, đốt hương, rải hoa, phát hoằng thệ nguyện, rồi mới mở hộp đựng kinh, tỏa ra quang minh lớn, chiếu khắp hơn 70 dặm, chiếu đến tận thành Định Châu, dân chúng trong thành đều thấy. Đại chúng đến dự trai hội tại Trung Sơn đều gieo thân phủ phục, nghẹn ngào khóc lóc sám hối. Chú thích: truyện này gần giống với sự tích ở phần trước, đủ thấy cổ nhân đối với Tam Bảo đều kiệt thành tận kính, hoàn toàn chẳng như người bây giờ coi thường, khinh nhờn, hữu danh vô thực. Nâng bút thở ra có nghĩa là muốn ho hắn hoặc muốn ngáp, đều ngừng bút một chút hoặc hướng sang phía bên cạnh thở hơi ra, chẳng dám để hơi thở xông vào kinh. Vừa chép kinh xong ngay lập tức bèn mất, nghĩa là do chuyên tâm chép kinh, chẳng cầu danh lợi, chí thành đến cùng cực, đến nỗi nghiệp tận tình không, liễu sanh thoát tử, cao đăng sen báo thượng phẩm, tự chứng địa vị bất thoái. Xem đây có thể biết Phật pháp chẳng cô phụ con người, nhưng tăng tục thời nay đa phần đều cô phụ Phật pháp, biết làm sao được. Chuyện này gợp từ hai sách huyền ký. 3. Sư Pháp Thành đời Đường họ Phan, người huyện Vạn Niên thuộc Ung Châu, xuất gia từ nhỏ, lấy việc tụng Hoa Nghiêm làm sự nghiệp, do gặp Huệ Siêu Thiền Sư ẩn cư trong ngọn núi cao Lam Cốc, bèn vứt bỏ phiền hoặc, dốc lòng thành cầu học. Về sau, sư tạo Hoa Nghiêm Đường ở ngọn núi phía nam chùa, trong ngoài đều trong sạch, trang nghiêm, xong xuôi, bèn vẽ cảnh bảy xứ chín hội. Bảy xứ chín hội, Kinh Hoa Nghiêm được nói ở bảy nơi, chia thành chín hội, căn cứ theo kinh Bát Thập Hoa Nghiêm thì: 1. Hội thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng gồm 6 phẩm, 11 quyển, Phổ Hiền Bồ Tát
giảng về y báo nhân quả của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. 2. Hội thứ hai giảng tại Điện Quang Minh cũng là do Phổ Hiền Bồ Tát nói về chánh báo nhân quả của Phật, gồm 3 phẩm. Nửa phần sau hội thứ hai, Văn Thù Bồ Tát giảng thập tính, giảng về sơ phát tâm, tổng cộng 3 phẩm. 3. Hội thứ ba, trên trời Đao Lợi, giảng trên cung trời Đao Lợi do Pháp hội Bồ Tát chủ giảng. Vì thế, hội thứ ba do Pháp hội Bồ Tát giảng thập trụ, có 6 phẩm, 3 quyển. 4. Hội thứ tư, tại trời Dạ Ma, do công đức Lâm Bồ Tát giảng pháp môn thập hạnh, cũng gồm 4 phẩm, 3 quyển. 5. Hội thứ năm, trên trời Đâu Xuất, Di Lặc Bồ Tát sống trên trời Đâu Xuất, hội này do Kim Cang Tạng Bồ Tát giảng pháp môn thập hồi hướng, có 3 phẩm, gồm 12 quyển. 6. Hội thứ sáu, tại trời Tha Hóa Tự Tại, do Kim Cang Tạng Bồ Tát làm hội chủ giảng pháp môn thập địa, hội này chỉ có 1 phẩm, nhưng là 1 phẩm rất dài, dài đến cả 6 quyển. 7. Hội thứ bảy lại là Điện Phổ Quang Minh. Trong hội này, Đức Phật làm chủ giảng về đẳng giác, về diệu giác, phần này gồm 11 phẩm, 13 quyển. 8. Hội thứ tám cũng tại Điện Phổ Quang Minh, Phổ Hiền Bồ Tát giảng, chủ yếu nói về các pháp môn tu hành. Phổ Hiền Bồ Tát nói 2000 pháp môn tu hành, phần này chỉ có 1 phẩm, gồm 7 quyển. 9. Hội thứ chín tại rừng Tệ Đa, tức là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, diễn tả cuộc cầu pháp tham học với 53 vị thiện tri thức của thiện tài đồng tử, lại dốc cạn lòng chí thành. Tinh chuyên biên chép thọ trì, Hoàng Văn học sĩ Trương Tịnh là người chữ đẹp nổi tiếng, tài hoa hạng hữu khi ấy. Sư bèn thỉnh đến Sơn Xá, bảo hãy thọ trai giới, khiết tịnh tự tu, miệng ngậm nước thơm, thân mặc áo sạch. Trương Tịnh chép kinh lâu ngày, mỗi trang giấy đòi giá 50 đồng. Sư pháp thành liệu trước, vừa chép 2 trang đã ứng trước 500. Trương Tịnh được lợi, dốc sức chép cho đến hết bộ kinh. Pháp thành hàng ngày đều thiêu hương cúng dường trước án, trong khi vẽ vời, tâm duyên theo, mắt nhìn chăm chú, trọn chẳng sót chút nào. Do dốc lòng chăm chú, khi đó cảm được con chim lạ, hình sắc hiếm có trong đời, bay vào trong nhà, bay quanh quẩn cổ vũ, đáp xuống án kinh, rồi lại đậu lên lư hương, lặng lẽ đứng nhìn, tự nhiên như thân quen, một hồi lâu sau bay đi. Năm sau, kinh chép xong, sắp sửa ăn mừng, chim lại bay tới, lẫn quẩn như trước, hót tiếng thánh thót. Năm đầu niên hiệu Trinh Quán 627, sư vẽ hình ngàn vị Phật, chim lại bay tới, đậu trên lưng người thợ. Sau sư mở trai hội, cúng mừng các kinh tượng, trong ngày hôm ấy, sư lấy làm lạ, không thấy chim đến, nhìn lên đỉnh núi nói, chim đã không đến, ta thật không cảm được chim. Phải chăng hiềm vì các uế hạnh nên mới có điềm này? Nói xong, chim đột nhiên bay đến, trao lượng kêu hót, đậu vào trong nước thơm, nhảy nhót tắm gội rồi bay đi. Trước sau đều như thế, không cần phải nhắc lại. Trương Tịnh khéo tài bút mực nên được trong làng đề cử. Các bài kinh kệ được khắc trên vách núi bên đường đều do ông ta viết. Ông chép pháp hoa ở ngay nơi đất trống, nhưng có chuyện phải đi nơi khác, chưa kịp đem cất, mưa to như trút, khe, suối đều ngập tràn. Chạy đến xem, thấy cả án kinh đều khô ráo, còn những thứ khác đều ướt đẫm. Ông từng tựa vào cây tùng mọc ngang, bị té xuống dòng suối chảy xiết. Chưa trôi đến khe nước bên dưới, bất giác đã lên được bờ cao, chẳng tổn hại một mảy lông. Chú thích: Pháp thành Trương Tịnh
đều dốc kiệt lòng thành kính nên được cảm ứng, đều khó thể nghĩ bàn. Truyện này trích từ Hoa Nghiêm Huyền Đàm và dung hội hai sách Huyền Ký và Tục Cao Tăng Truyện. 4. Sư Đàm Vận Đời Đường, người Định Châu, năm 70 tuổi, nhằm lúc cuối đời Tùy, đất nước loạn lạc, bèn ẩn cư trong Ly Thạch, Bắc Thiên Sơn, thường tụng kinh Pháp Hoa. Sư muốn chép kinh này nhưng không ai cùng chí hướng. Qua nhiều năm như thế, chợt có người thư sinh không biết từ đâu đến, nói muốn tắm gội sạch sẽ rồi mới chép được. Liền vào lúc sáng sớm ăn xong, tắm gội, mặc áo sạch, thọ tám giới, vào tịnh thất, miệng ngậm đàn hương, đốt hương, treo phan, lặng lẽ sao chép, đến chiều mới ra. Hôm sau lại như trước, chưa từng than mệt. Đến khi kinh chép xong, sư đúng pháp, dâng tiền công, đưa ra ngoài cửa, liền chẳng thấy đâu nữa. Còn như trang hoàng bản kinh đã chép, một mực đúng chánh pháp, đàm vận thọ trì, đọc tụng, thắt trong bảy lớp bọc, cứ mỗi một lớp là một lượt dùng nước thơm rửa tay. Lúc đầu chưa từng tạm sót, sau gặp phải giặc hồ, bèn bỏ kinh trong rương, đặt trên ngọn núi cao. Năm sau, giặc yên tìm lại nhưng không thấy, lục tìm cùng khắp, cuối cùng tìm được rương dưới vách đá. Vải bọc rương đã mục nát rã rời, bới gỗ mục ra, thấy kinh vẫn tốt nguyên y như cũ. Chú thích: chép kinh tâm chí thành, cảm thánh chúng ứng đến. Thánh tuy ứng hiện nhưng thị hiện giống như phàm phu, vì thế một mực theo đúng pháp. Sáng sớm ăn xong bèn tắm gội, mặc áo sạch tám giới, là bát quan trai pháp, lấy vị quá ngọ không ăn để làm thể, lấy tám giới như không giết, vân vân, để hỗ trợ nhằm đóng lắp các phiền não hoặc nghiệp tham sân si vân vân, chẳng cho sanh khởi. Đây chính là khiến cho người tại gia thọ giới xuất gia. Kỳ hạn thọ giới này là từ lúc sáng sớm ngày hôm nay cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Do chép kinh hằng ngày phải trì, vì thế phải hằng ngày thường thọ, đến chiều mới ra, tức là giờ ngọ cũng không ăn. Chữ khỏa âm đọc giống như chữ quả, tức là cái bao, mỗi một lớp bao là một lượt rửa tay bằng nước thơm, tức là đọc một hồi kinh bèn dùng nước thơm rửa tay một lượt. Vải bọc rương mục nát mà kinh vẫn còn nguyên đẹp đẽ, thì một là do được phép lực của thánh nhân gia trì, hai là do thành tâm của ngài đàm vận chiêu cảm, ba là do công đức khó thể nghĩ bàn của bộ kinh màu nhiệm này. Về sau, sư Đàm Vận trụ trai Tháp Châu, năm Trinh Quán thứ 11, 637, Đạo Tuyên Luật Sư đã đến gặp sư. Khi ấy, sư niên kỷ đã 70, những chuyện tiếp theo đây đều trích từ Tam Bảo Cảm Thông Lục. Tác phẩm của ngài Đạo Tuyên Luật Sư soạn vào đời Đường gồm 3 quyển, có tên gọi đầy đủ là Tập Thần Châu Tháp Tự Tam Bảo Cảm Thông Lục, đôi khi còn gọi là Đông Hạ Tam Bảo Cảm Thông Lục. Nội dung chép về sự tích xá lợi Phật, tượng Phật, chùa Phật, kinh điển và chuyện linh dị của hàng tăng tục. 4. Năm Trinh Quán thứ 5, 631 đời Đường, có ông Lệnh Hồ Nguyên Quỷ ở huyện Ba Tây, Long Châu, kính tín Phật Pháp, muốn chép kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân, nhưng không cách nào tự kiểm lại được, bèn nhờ Kháng Thiền Sư ở nơi ấy kiểm giảo. Thầy Kháng bèn ở trong chùa khiết tịnh đúng pháp, chép xong cuốn cuối bèn đưa về trang trại tại Kỷ Châu, giữ kinh trong trang và 5.000 lời của lão tử cùng để một chỗ. Chợt bị lửa bên ngoài cháy lan đến, nhà lợp bằng cỏ bị lửa cháy sạch hết. Khi ấy ông quỷ đang làm huyện lệnh ở Bằng Dực, gia nhân liều mạng bới tro
lôi được ống đồng pha vàng đựng kinh ra khỏi tro. Các kinh đựng trong ống vẫn như cũ, không bị hư hại gì, màu sắc đẹp đẽ không thay đổi, chỉ có lớp bọc là biến thành tro. Lại tìm kinh của lão tử, nó đã bị cháy tiêu. Họ bèn thâu thập các kinh ấy, người trong làng xóm đều khen là lạ lùng. Quyển kinh Kim Cang Bát Nhã, hàng chữ ghi tựa đề bị cháy đen. Hỏi đến nguyên do, thì ra lúc viết tựa đề kinh có vị quan trong châu viết chữ đẹp, vị này đi gấp không giữ khiết tịnh mà cất bút viết ngay, do vậy đề kinh bị lửa đốt. Người này hiện vẫn còn sống, những kinh tốt lành ấy vẫn còn. Chủ thần tế ở chùa Tây Minh tại Kinh Đô chính mắt chứng kiến kể lại. Chú thích: 5.000 lời của lão tử chính là đạo đức kinh. Hết thảy Phật sự đều lấy giới hạnh thành kính làm chủ. Nếu giới hạnh tinh nghiêm thành kính chuyên dốc thì tam bảo chư thiên sẽ đều ủng hộ, nếu không sẽ không cách nào cảm được vô biên pháp lực. Xem thấy những kinh ấy không bị tổn hại mảy may, chỉ có tựa đề kinh Kim Cang nét chữ bị cháy đen là do người ấy đã không có giới lực, lại không thành tâm vậy. Người thọ trì kinh Phật há chẳng lấy việc trì giới dốc cạn lòng thành làm nhiệm vụ cấp bách ư? 5. Đời Đường ở Hà Đông, có ni sư tên Luyện Hạnh thường tụng kinh Pháp Hoa, mời người viết chữ đẹp chép kinh phải trả công cao cấp nhiều lần. Nhưng khiết tịnh ân cần quả thật có thừa, cứ mỗi lần khởi đầu là một lần tắm, đốt hương xong áo, thở vào ống đồng thông ra ngoài vách, chép hết 7 quyển phải 8 năm mới xong. Sư Pháp Đoan chùa Long Môn nhóm chúng giảng thuyết mượn ni sư bộ kinh ấy để thẩm định, cố nhiên ni sư không cho. Pháp Đoan quở trách sự chẳng đặng đừng, ni sư bèn tự đem đưa cho Pháp Đoan. Pháp Đoan mở ra đọc, chỉ thấy giấy vàng trọn chẳng có chữ nào, các quyển khác cũng vậy. Đoan hổ thẹn đưa trả cho ni sư. Ni sư buồn khóc nhận lấy, dùng nước thơm rửa hộp đựng kinh, đội lên đầu nhiễu Phật 7 ngày không nghỉ. Mở ra xem, chữ hiện như cũ. Khi ấy nhằm năm Trinh Quán thứ hai 628, sư Pháp Đoan tự kể chuyện này. Tôi vốn muốn sao chép rộng rãi những lợi ích do cung kính tam bảo và những tội khiên do khinh nhờn tam bảo, để người nghiên cứu học Phật có cơ sở để giữ pháp. Không do đâu mắc tội, nhưng vì mục lực chẳng đủ nên đành ngưng.